Xin chào các bạn. Trong phần trước chúng ta đã tìm hiểu về đạo văn và cách phòng chống đạo văn. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về khía cạnh thứ hai của đạo đức nghiên cứu. Đó là cách nhà nghiên cứu đối xử với người tham gia nghiên cứu. Các bạn lưu ý rằng ở đây, người tham gia nghiên cứu là đối tượng khảo sát hay những người tham gia vào các thí nghiệm, chứ không phải là đồng nghiệp cùng thực hiện nghiên cứu. Quy tắc chung về cách đối xử với người tham gia nghiên cứu là: thứ nhất, có sự đồng thuận có ý thức. Thứ hai, tối thiểu là không làm hại ai. Thứ ba, bảo vệ sự riêng tư. Thứ tư, không lừa dối. Và thứ năm là giữ quan điểm trung lập. Khi nhà nghiên cứu buộc phải lựa chọn phe để làm nền tảng cho quan điểm của mình, quy tắc chung là nên chọn phe yếu thế. Theo quy tắc thứ nhất, những người tham gia nghiên cứu phải có đủ thông tin để đánh giá được lợi ích và rủi ro của việc tham gia nghiên cứu, để từ đó ra quyết định có tham gia hay không. Nếu bạn đi phỏng vấn, bạn phải trình bày về lý do và bản chất nghiên cứu và hỏi xem người được phỏng vấn có đồng ý trả lời phỏng vấn hay không. Nếu họ từ chối thì các bạn phải tôn trọng ý kiến của họ, không được dùng các biện pháp đe dọa hay ép buộc. Theo quy tắc này, các bạn cũng không được phép dùng các phương pháp quan sát bí mật, ghi hình, chụp hình hay ghi âm lén. Theo quy tắc không gây tổn hại, nghiên cứu không được gây tổn hại về tinh thần và thể xác cho người tham gia. Ngoài việc có thể gây đau đớn và tổn thương về thể xác, các tổn hại này còn có thể là sự căng thẳng về tinh thần, sự tự ti, mặc cảm, đau buồn, làm ảnh hưởng đến sự phát triển về tinh thần trong tương lai. Các tổn thương này còn có thể là tổn hại về kinh tế, sinh kế, về công việc. Nếu nghiên cứu của bạn gây ảnh hưởng đến người tham gia nghiên cứu, thì bạn phải có giải pháp để phục hồi lại tình trạng ban đầu của người tham gia nghiên cứu sau khi nghiên cứu kết thúc. Một ví dụ điển hình về quy tắc này là nghiên cứu của Wendell Johnson. Trong một nghiên cứu năm 1939 về nguyên nhân gây ra tật nói lắp, tiến sĩ Wendell Johnson cho rằng tật nói lắp có thể là do nguyên nhân tâm lý gây ra. Ông đã thực hiện thí nghiệm trên 22 trẻ mồ côi. Trong nhóm này có một số em bị tật nói lắp, một số thì không. Ông chia nhóm trẻ em ra thành hai nhóm ngẫu nhiên. Một nhóm được dạy trong một lớp học mà giáo viên luôn khen ngợi và động viên và nói rằng các em đã vượt qua vấn đề nói lắp. Nhóm còn lại được dạy trong một lớp mà giáo viên luôn nói rằng các em bị bệnh nói lắp, la mắng và chê bai mỗi khi các em nói lắp. Kết quả cho thấy nhóm được khen có tiến bộ, rất tự tin trong giao tiếp dù tật nói lắp vẫn còn. Ngược lại, nhóm bị la mắng trở nên lầm lì, tự ti, khó giao tiếp, kể cả những em không mắc tật nói lắp. Tệ hơn nữa, nhiều em trong nhóm thí nghiệm đã bị tổn thương tâm lý và gặp khó khăn trong giao tiếp trong suốt cả cuộc đời. Theo quy định về đạo đức nghiên cứu ngày nay, nghiên cứu này đã vi phạm quy tắc đạo đức nghiên cứu vì gây hại cho người tham gia nghiên cứu và sẽ không được phép tiến hành. Quy tắc thứ ba là quy tắc không lừa dối. Theo nguyên tắc này, nhà nghiên cứu không được cung cấp thông tin sai lệch về bản chất của nghiên cứu để người tham gia nghiên cứu tin vào một điều khác không đúng với bản chất nghiên cứu. Tuy vậy, quy tắc này cũng gây ra một số tranh cãi. Đôi khi, để lấy được số liệu cần thiết cho nghiên cứu, nhà nghiên cứu phải lừa người tham gia vào các tình huống. Lý do là vì nếu người tham gia nghiên cứu biết được mục đích thực của nghiên cứu, họ có thể thay đổi hành vi, khiến dữ liệu không còn đáng tin cậy. Một ví dụ trong nguyên tắc này là nghiên cứu về hiệu ứng người qua đường. Năm 1964, một phụ nữ tên là Kitty Genovese bị sát hại. Tại thời điểm đó, có hơn 30 người chứng kiến vụ việc nhưng không ai đứng ra giúp đỡ nạn nhân. Có phải con người ngày càng trở nên vô cảm hay không? Đến năm 1968, hai nhà tâm lý học là John Daly và Bill Lahtan tại Đại học Columbia đã thiết kế một thí nghiệm để tìm hiểu tại sao mọi người lại không hành động khi thấy người khác gặp chuyện không may, đặc biệt là khi xung quanh có nhiều người khác. Họ tiến hành thí nghiệm như sau. Họ đưa các sinh viên tình nguyện vào các phòng riêng và nói với họ rằng hãy trao đổi với nhau việc học hành qua headphone, và rằng mục đích của nghiên cứu này là về các vấn đề cảm xúc của sinh viên. Trong nhóm có một sinh viên là người đóng giả. Người này nói qua headphone với cả nhóm rằng anh ta đang bị lên cơn động kinh và cần cấp cứu.
Nhà nghiên cứu sẽ đo khoảng thời gian từ lúc có người kêu cứu cho tới lúc có người trong nhóm sinh viên gọi người khác đến giúp đỡ. Kết quả nghiên cứu cho thấy càng có nhiều người trong cuộc hội thoại thì thời gian cho đến khi một ai đó gọi người tới giúp càng lâu. Điều đó chứng tỏ rằng khi thấy người khác bị nạn, người qua đường thường nghĩ rằng rồi sẽ có người khác gọi cấp cứu, mình không cần làm gì cả. Đây gọi là hiệu ứng người qua đường. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã vi phạm đạo đức nghiên cứu khi lừa dối người tham gia nghiên cứu bằng cách cung cấp thông tin sai lệch về mục đích nghiên cứu. Các bạn cũng không được phép để lộ thông tin cá nhân của người tham gia nghiên cứu, vì việc này có thể gây tổn hại về tinh thần và vật chất cho người tham gia nghiên cứu. Quay lại ví dụ về hiệu ứng người đi đường, nhóm sinh viên tình nguyện tham gia thí nghiệm có thể bị người chung quanh chỉ trích là vô cảm và tẩy chay nếu thông tin cá nhân của họ bị lộ. Trong toàn bộ quy trình nghiên cứu, quan điểm cá nhân hay quan điểm của nhà tài trợ hay áp lực của các bên hữu quan khác có thể xen vào và gây thiên lệch kết quả nghiên cứu. Một ví dụ điển hình là khảo sát về nước mắm nhiễm arsen của Vinatast năm 2016. Vinatast đã nhận tài trợ của một công ty và có thể đã không đảm bảo được tính khách quan khi thực hiện khảo sát và diễn giải kết quả khảo sát. Do vậy, quy tắc chung là nhà nghiên cứu cần phải giữ quan điểm trung lập trong suốt quá trình nghiên cứu. Khi nhận tài trợ, nhà nghiên cứu phải ghi rõ thông tin về nguồn tài trợ để đảm bảo tính minh bạch và trung lập của nghiên cứu. Trong tình huống bắt buộc phải chọn một quan điểm để từ đó đưa ra so sánh hay khuyến nghị, nhà nghiên cứu nên chọn quan điểm của những người yếu thế. Đối với vấn đề đạo văn, bạn phải tuân thủ tuyệt đối, không có trường hợp linh động. Tuy nhiên, với quy tắc về cách đối xử với người tham gia nghiên cứu, quan điểm của giới nghiên cứu lại khá đa dạng. Một số nhà nghiên cứu chủ trương là phải tuân thủ tuyệt đối 5 nguyên tắc trên. Một số nhà nghiên cứu khác lại chủ trương phải cân nhắc từng trường hợp cụ thể. Họ cho rằng với một số nghiên cứu, mục tiêu tốt có thể khỏa lấp được thủ đoạn xấu. Hoặc đôi khi các nhà nghiên cứu không còn cách nào khác để hoàn thành nghiên cứu nếu không phá vỡ quy tắc. Một số nhà nghiên cứu khác thì cho rằng vi phạm đạo đức ở một vài công đoạn là điều không thể tránh khỏi. Một ví dụ điển hình là nhà nghiên cứu không thể cung cấp toàn bộ thông tin nghiên cứu cho người tham gia nghiên cứu, vì làm như vậy sẽ khiến người tham gia nghiên cứu thay đổi hành vi, khiến dữ liệu thu được bị sai lệch. Một số nhà nghiên cứu khác thì lại có quan điểm linh động, tức là vi phạm ở mức độ hợp lý thì có thể chấp nhận được. Các trường đại học thường có một ủy ban đạo đức nghiên cứu để đánh giá và quản lý khía cạnh tuân thủ đạo đức nghiên cứu. Các nghiên cứu có tiềm năng gặp vấn đề đạo đức nghiên cứu cần phải có giấy đồng ý của ủy ban đạo đức nghiên cứu trước khi tiến hành. Do vậy, trước khi tiến hành nghiên cứu, bạn cần đánh giá xem nghiên cứu của mình có thể gặp các vấn đề về đạo đức nghiên cứu hay không. Nếu không chắc, bạn nên tham khảo giáo viên hướng dẫn hoặc ủy ban đạo đức nghiên cứu của trường.